Cái phía ngày 9 tháng 6, thanh khoản 11.876 tỷ, giảm 0.11 điểm xuống còn 1.307 điểm. viên 30 tăng 0.89 điểm lên 1.342 điểm. Đó. Khối ngoại, cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận họ mua dòng hơn 181 tỷ. Tập trung mua rất là nhiều STB, DBM, DCM, BNZ, VND, DG. Họ bán ra nhiều là Vietcombank, VHM, VIX, HDG, HBG, SSI. Tự doanh, Đó. tự doanh cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận thì họ mua dòng hơn 10 tỷ à tập trung mua rất là nhiều là DG này, MWG, EGC, EJC, GMD. Họ bán nhiều là NT2, NVL HBG, HBK. VNM, NT2 đơn giản là chốt lời dần thôi, à, Họ thấy đủ target thì họ chốt lời dần thôi. À thị trường thế giới, à, sắc đỏ chiếm chủ đạo. À, thị trường châu Á cái Phoenix tăng 0.04%, Shanghai giảm 0.76, Hang Seng giảm 0.66, Kospi 0.03%, thị trường châu Âu đang diễn ra giảm khá mạnh, đúng không? trên hơn 1% trường Mỹ uh, Nasdaq đang diễn ra giảm 0,2%, S&P 500 giảm 0,28, Dow Jones giảm 0,21%. Ok, đi sâu vào phân tích các bạn để xem thị trường của mình số tốt ra sao và mọi người nhấn like nhé, like cho vui. đối với anh Nick cái, cái vùng này thì cái vùng mà mình không khoái đầu tư cho nên mình sẽ không khuyến nghị mọi người tham gia. Nhưng trong nhóm thì um, hôm nay hàng về T cộng rồi, nhờ hôm nay con bô với con ta thì anh Vũ anh khuyến nghị mọi người hôm nay hàng về win rất là mạnh rồi. Thì đầu phiên nó đỏ, thì uh, theo kinh nghiệm thì tất nhiên là uh, mọi người không nên hoảng loạn mà mọi người bán đầu phiên bởi vì những cái dòng này đang hút tiền cho nên mọi người cứ đợi về chiều thôi đợi về chiều hết trưa rồi bắt đầu mới tính để chốt lời bởi vì hôm nay là hàng về tây cộng rồi nhiều nhà đầu tư thì mua từ mua thì vẫn chưa về tây cộng đâu mai bắt đầu mới về cái phiên bùng nổ bầu và ta trần cái phiên bầu ta trần nhưng mà nhóm thì mua trước em vũ cho mọi người mua trước rồi về tây cộng đều win hết rồi bầu này bầu thì bảo có thể chốt 16 30 nhưng hôm nay em chỉ có 16 30 cho nên hình như mọi người hôm nay trong nhóm đều đang giữ hết hết bầu có ta thì chốt được ta được 17% thì chốt hết bầu này kết phiên này cũng được 16% vẫn như mọi người đều còn đang giữ anh anh vũ anh đầu tư con bầu thì nhiều Dạo này thì tôi không có tham gia đầu tư quá nhiều dạo này tôi dạo này tôi không tham gia đầu tư quá nhiều nó không vào có những cái giai đoạn mình thích hoặc là những cái cổ phiếu mà mình thích thì nó cũng chạy rồi chẳng hạn đấy thì mình cũng không tham gia ví dụ mình rất là thích dòng dầu khí chẳng hạn đúng không? Thì các bạn cũng có biết là trong nhóm thì tôi đang giữ một mã dầu khí 30.000 đấy, như vẫn đang cầm. Tất nhiên cái vấn đề mà mình chốt tỷ trọng lớn rồi thì thì mình cũng không có việc gì mà mình phải buồn cả. Không việc gì mình phải buồn cả. Bởi vì cái kịch bản của mình nhá, mỗi người có một cái kịch bản riêng mọi người, mỗi người có một cái kịch bản riêng. Đôi khi những cái cổ phiếu nó không vào cái form của mình thì thôi, đúng không? Không vào cái form của mình thì thôi cho nên mình không việc gì phải tiếc cả, cơ hội có rất là nhiều. cái giai đoạn mà thị trường sideways như này, ấy, giai đoạn thị trường sideways và giai đoạn mà thị trường đã tăng một cái một cái nhịp tương đối rồi ấy, thì um, mọi người ấy, hạn chế mua đuổi mọi người nhé, hạn chế mua đuổi, mua ở vùng thấp bán vùng cao chứ hạn chế mua đuổi. Đấy, nói gì mua ở vùng thấp bán vùng cao nói rất là dễ nhưng mà làm cực kỳ khó, không, làm cực kỳ khó. cho nên mọi người cái giai đoạn mà thị trường đây cũng chỉ là nhịp sóng hồi thôi mọi người, nó cứ bò bò kiểu này gì rồi sẽ có nhịp điều chỉnh rất là mạnh đấy cho mình cho nên mình phải cẩn trọng mọi người cẩn trọng mua chậm nhịp thôi là rất là dễ kẹt tê nhá lúc mà người ta lời thì mình lại đu đỉnh thì cũng rất là buồn cho nên là mình đã lỡ một cái nhịp nào đó chẳng hạn ví dụ đúng không? ví dụ mọi người không mua được bâu hay mua không mua được ta cả trao việc gì phải tiếc cả không? có rất là nhiều cơ hội trên thị trường việc gì đâu mình phải tiếc đúng không? còn đâu mua được thì mọi người vui thì mình cũng rất là vui rất là vui Ở nhà đều win win mạnh đúng không? đánh có tê cộng thôi mà lười toàn 17 16 phần trăm này rất là tuyệt vời bởi vì riêng con tai tăng trần đã được 10, 10% rồi còn bầu thì nó tăng liên tục Dòng điện đang hút rất là tốt Đấy, đối, với, đối với thị trường này còn là có cái cây nến này này Cũng tôi, tôi đánh giá là Hy vọng là nó sẽ tích lũy được tầm 2-3 phiên nữa thì ok 2-3 phiên nữa thì có những cái nhịp mà nó đánh lên Thì tôi target cái nhịp này tôi đánh giá là được lên được tầm vùng 1.327 bảy có thể là lên được vùng 1327 đấy, Target quanh quanh vùng đó Bởi vì kháng cự nó rất là dài đấy Cho nên nếu mà các bạn mà kiên nhẫn hơn các bạn đợi những cái nhịp nó xác nhận hơn hay dòng tiền hay là mẫu hình mã ngành nào nó đẹp đẹp một chút thì mình có thể tham gia có rất là nhiều cơ hội mọi người không việc gì phải vội đâu đấy, những cái cổ phiếu như kiểu DG chẳng hạn đấy DG chẳng hạn kiểu gì kiểu gì thì kiểu chẳng có tương lai chẳng có cái nhịp mà mình có thể tham gia mình mua được nó, vào form của mình bắt đầu mình đầu tư bạn nào giỏi hơn các bạn bắt đáy ngày mùng 7 tháng 6 đấy đúng không? mùng 7 tháng 6 thì cũng ngày mai tỷ lệ win các bạn rất là cao rồi ngày mai hàng về tây cộng của con DG Mới tạo một đáy thôi mọi người, yên tâm kiểu gì kiểu cũng phải tạo hai đáy nhá, không việc gì phải vội đâu. Dòng dầu này, dòng dầu này, nó tăng liên tục này thì rất là dễ có thể xảy ra những áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn đâu, áp lực được điều chỉnh trong ngắn hạn. Nhưng mà xét về yếu tố trung hạn mọi người nhé Xét về yếu tố trung hạn thì dòng dầu không phải lo đâu. Dòng dầu tôi đã phân tích với mọi người từ tháng tư rồi đúng không? Tháng 4, tháng năm rồi. Nhưng mình ăn được nhịp một thôi. Mình ăn được cái nhịp một, cái nhịp mà tăng mạnh mạnh của nó, cái nhịp BBC tăng gần 300% là cái nhịp đấy. BVS 40% nhưng BVS vẫn chưa về đỉnh nhưng mà con BR còn bứt cả vùng đỉnh trung hạn rồi. BR hút tiền rất là mạnh mẽ đúng không? <laughs> Nói về đáng tiếc thì trên thị trường có rất là nhiều cái để các bạn có thể tiếc nuối, tiếc tiếc nuối cứ bảo biết thế mua mã nó, biết thế mua mã kia. Nó biết thế thì đã giàu nó Biết thế thì đã giàu. Rất là nhiều nhà đầu tư trượt cái nhịp như cái con BVC thôi. Mình có sẵn sàng cho mọi người có thể khuyến nghị công khai trên YouTube mọi người có thể tham gia bắt đáy ngày ngày uh, ngày 12 tháng 4 hay là ngày uh, 25 tháng 4 nhưng mà để mà giữ đến bây giờ thì mình không 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 khuyến nghị mọi người giữ đến bây giờ đúng không? lên trên những cái vùng này là tranh thủ một chút lời thôi. Đúng Khuyến nghị công khai trên YouTube mà các bạn xem lại video ngày 12 tháng 4 và ngày ngày 25 tháng 4 nhé mọi người nhé. Đấy khuyến nghị mọi người có thể tham gia bắt con BVC nhưng mà không nghĩ là dòng dầu khí nó đánh sốc ở tầng thốc như vậy. Đúng không? Đánh sốc ở tầng thốc như vậy. Đấy, các bạn xem những cái mẫu hình của BVC hay là BVS này các bạn phải cẩn trọng nhé rất dễ có khả năng là nếu mà thị trường mà có rung lắc mạnh hay là có điều chỉnh là rất dễ dòng được dầu khí là những như con BBC và BVS rất là dễ sẽ đi, đặc biệt là BBC mọi người nhé. Đặc biệt ở BBC nếu mà điều chỉnh mạnh là rất dễ con này sẽ ra đi. Mà tích lũy nhiều mà không 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 bật bật lên là nó rất là dễ có thể nhiều khả năng là phải điều điều chỉnh mạnh đấy, mọi người nhá. Đầu cho đầu tư là phải cẩn trọng, hạn chế là cứ mua FOMO xong rồi thành ra lại lại lúc mà người ta chốt lời là người ta Uh, bây giờ những nhà đầu tư người ta mua vùng dưới này hoàn toàn người ta cũng thể người ta cầm nhưng mà các bạn nào mà các bạn mua quanh quanh vùng ngoài lúc nó giảm các bạn biết dòng dầu nó đánh đấy kể cả điều chỉnh cơ bản thôi cũng giảm đến 10, 10, 15 phần trăm nó cũng đau đầu đấy, đúng không? kể cả nó về vùng hỗ trợ này, này thì cũng phải chiết khấu của nó đến 15, 20 phần trăm đấy cho nên mọi người phải cẩn trọng mọi người nhé cơ hội nào qua rồi thôi Đó. việc gì đâu không đầu tư không? bắt đáy thì phải bắt chọn những cái thời điểm ok một chút nhưng còn br ấy BR cũng bảo dự định mọi người bảo cái dòng tiền nó vào như này thôi thì cái hôm ngày mùng 2 tháng 6 bảo à, mùng 3 tháng 6 bảo mọi người là nếu mà nó có điều chỉnh sâu một chút ấy, thì mọi người có thể tham gia BR nhưng mà đa phần mọi người chỉ chắc chỉ lấy được vị thế bởi vì là nó không giảm được cái bảo cái không giảm được cái mức giá của mình khá là không không giảm được xuống cái mức giá mình kỳ vọng đúng không? Cho nên là mình không tham gia được cái nhịp sau. Cũng nhiều bạn cũng mua được, nhiều bạn cũng mua được. Ok phân tích dòng dầu luôn mọi người nhé dầu thì tất nhiên bây giờ bạn nào có thì cầm thôi chứ còn điểm mà mua thì um, hạn chế nhá. Các bạn nhìn giá dầu thế giới ấy, đang có dấu hiệu điều chỉnh thôi vì nó cũng tạo nhá, điều chỉnh trong ngắn hạn thôi mọi người. Tôi nghĩ là điều chỉnh trong ngắn hạn thôi. Cho nên là mà, mọi người nếu mà chưa có hàng thì cũng kiên nhẫn, oi này cũng chưa tăng mấy nhưng mà dòng tiền nó vào, Đó. dòng tiền vào oi và br, đặc biệt là br, dòng tiền đánh rất là mạnh mẽ, ngày nào cũng tăng, tăng liên tục luôn, tăng liên tục luôn, ngày nào cũng tăng hôm nay tiếp tục tăng 2,52% ngày mai giá đóng mở cửa của nó là 3210. Đó, à, 3210. Béo BBC và BVS thì thôi mọi người ạ, BBC BVS thì thôi, mọi người hạn chế tham gia mua FOMO nhá. Cành tôi nghĩ là sẽ có những nhịp điều chỉnh thôi. Với quan điểm cá nhân tôi còn không điều chỉnh thì thôi, nó tăng mạnh lên thì thôi chấp nhận mất cái nhịp này, mất cái nhịp này. Bạn nào có thì cầm thôi chứ còn mình sẽ không tham gia, mình sẽ không tham gia cái nhịp này, bởi mình cũng có dầu rồi, mình chốt lời bớt, rồi. ok, sang dòng điện mọi người nhá, rất là nhiều bạn hỏi bâu ấy, cực kỳ nhiều bạn hỏi bâu và bây giờ có tham gia được không, nên nó mở gáp như này, bâu thì ưu tiên là nắm giữ thôi mọi người, ngày mai hàng về phiên bùng nổ, này. tất nhiên là lạnh như kiểu hôm nay thôi, đúng không? cũng có thể là đỏ đầu phiên xong rồi. Uh, cuối phiên có những nhịp xanh bạn nào chốt lời thì tôi đánh giá cũng được nó cũng được 16% này như trong nhóm mình. bây giờ đã được 16% rồi thì bạn nào chốt lời chỗ non cũng được còn các bạn cầm cho hết sóng thì các bạn cứ cầm thôi bởi vì xét về cả mẫu hình hay dòng tiền nó chả vi phạm một cái gì cả xét về cả mẫu hình dòng tiền con bâu này không vi phạm gì cả nó vi phạm gì đâu dòng tiền thì đang ủng hộ đang dòng tiền thì đang vào chả vi phạm gì cả nó điều chỉnh thì tất nhiên trong quá trình mà đi lên không có một cổ phiếu nào cứ tăng mãi mãi được không có con BR giai đoạn này thì nó tăng khỏe quá nhưng mà vẫn còn phải có những cái ngày điều chỉnh đúng không? vẫn còn phải có những cái BR này vẫn phải có những cái ngày điều chỉnh chứ đây những cái phiên ngày như ngày mùng 24 tháng 5 này nó vẫn có những cái phiên ngày điều chỉnh ấy những phiên ngày 27 tháng 5 vẫn có vì phiên giảm điểm thì nó mới tăng tăng âm âm nữa chứ cho nên là mọi người cái chuyện tăng giảm khi mà lúc nó đi lên là chuyện rất là bình thường có thể ngày mai là giảm một hai phần trăm cũng được chả vấn đề gì đúng không? giảm xong nó mới tăng mẫu hình dòng tiền nó chưa vi phạm gì lên trên là vùng ngày gặp cản là giảm là chuyện rất là bình thường giảm rất là nó phải xử lý cản đấy mọi người nó phải xử lý cả đấy như con ta con ta này con con ta nó gặp cái vùng kháng cự mạnh này vùng này nó phản ứng là chuyện rất là bình thường của nó rất là bình thường của nó nhưng mà con này tôi nghĩ này cũng nên chốt lời Đó, con này nên chốt lời nên chốt lời nếu mà con ta này thì về mặt mà chết khấu thì mình thích cái vùng dưới này, đúng không? Một người này. Mà anh vũ anh khuyến nghị là mọi người vẫn ăn, à, vẫn tốt, mua ngày mùng 6 tháng 6, 6 bởi vì lúc đấy nó dòng tiền nó đang nó đang có những cái sóng thông tin nữa mọi người, sóng thông tin như kiểu là uh, giá cả leo thang, đó. giá cả leo thang khủng hoảng lương thực, thế thì thành ra là bắt đầu sóng thông tin vào thì bắt đầu dòng tiền nó vào nó đánh dòng tiền tôi đánh giá là dòng tiền để trong tài khoản chứng khoán vẫn rất là nhiều mọi người nhé, vẫn rất là nhiều đấy, chứ không không ít đâu, người ta chỉ đợi cơ hội thôi các bạn đừng nhìn tài khoản thấp này các bạn nghĩ là dòng tiền nó rút ra tôi nghĩ nó vẫn để trong tài khoản đấy nó đợi cơ hội nó vào thôi à, đợi cơ hội nó vào thôi thanh à, hôm vừa rồi có cái tin à, có cái tin là lượng nhà đầu tư mở mới vẫn rất là nhiều đấy rất là nhiều kỷ lục ấy. cho nên là tất nhiên có thể nhiều bạn một một bạn có thể có nhiều tài khoản nhưng mà xét về yếu tố mà lượng nhà đầu tư mở mới nhiều như thế lượng nhà đầu tư quan tâm về lĩnh vực chứng khoán rất nhiều với cái đơn đơn giản bây giờ tay to á, tay to hay là nhà đầu tư thông minh có thể là người ta một là người ta đang cầm hàng hai là người ta vẫn chưa muốn giải ngân thêm ở cái giai đoạn mà thị trường như này thì người ta chỉ giải ngân khoảng 30 mươi bốn mươi tài khoản thôi bạn nào máu hơn thì 50-60% mươi tài khoản đấy kiểu như vậy có những nhà đầu tư người ta không chơi đoạn này cơ mọi người có những nhà đầu tư người ta không chơi đoạn này người ta nhất quyết người ta phải đợi khi nào nó vào form người ta thích dòng bất động sản hay dòng bank chẳng hạn thì phải người ta đợi những cái dòng đấy nó ok cơ người ta mới dám vào bởi vì những cái, những cái dòng như kiểu dòng điện chẳng hạn thì người ta cảm giác nó thanh khoản nó không được tốt như con bầu thì ok. Con bầu viên 30 thanh khoản nó rất là tốt vài trăm tỷ. Nhưng ví dụ con NT2 hay gì đấy Thì nó mới nổ thanh khoản một một vài phiên gần đây thôi. Đó, một vài phiên gần đây cho nên người ta cũng không, không cũng ngán. Nhà đầu tư tay to bị thanh khoản có vài trăm nghìn này thì người ta cũng cũng cũng, cũng ngán người, người ta không dám vào đâu. Hôm nay nó nổ thanh khoản hơn trăm tỷ Đó còn rt 2 hôm nay thì cũng tăng trần, dòng điện dạy đoạn này hút tiền khá tốt, dòng điện thì con rt 2 bc1 này, Đó, bc1 này cũng tăng 3,61% dòng điện dạng này hút tiền rất là tốt, mà sắp tới gặp vùng cản này mọi người, sắp tới gặp vùng cản này áp lực những nhà đầu tư kẹt hàng, này, những nhà đầu tư chốt lời vùng dưới này, thì trong quá trình nó đi lên chuyện điều chỉnh rất bình thường mọi người, ạ, điều chỉnh rất bình thường, cả dòng thủy sản cũng vậy thôi, Đó, dòng thủy sản phân tích với mọi người rồi nó không chết được luôn đâu nhưng mà các bạn xem cái mẫu hình này phải cẩn trọng đấy mọi người nhé xem những cái mẫu hình này cẩn trọng nó mà chuyển sang cái dãy trạng thái mà suy yếu là mọi người phải cân nhắc một chốt ngay bây giờ thì chưa chưa vi phạm gì cả nhá chuyển sang trạng thái suy yếu là chốt ngay vào các tài chính quý hai thủy sản tôi nghĩ là phải chắc chắn win chắc chắn tốt đấy mọi người cho nên là nó chắc cũng không chết được luôn tôi nghĩ nó có phải nó nhiều khả năng nó phải tích lũy nó phải tích lũy một thời gian sau một quá trình mà tăng sốc tăng thốc rồi thì nó phải tích lũy một thời gian thì có thể như dòng thép trước báo cáo tài chính quý quý ba trước báo cáo tài chính quý ba có thể là nó sẽ rung rung một thời gian xong bắt đầu nó mới vào một cái trận nữa cơ nó có thể nó sẽ rung rung một thời gian vào trận nữa nhưng mà mình cũng không nên chủ quan mọi người nếu mà dòng tiền lớn nó thoát ra quá nhiều là mình phải cẩn trọng không phải không được chủ quan mọi người không chủ quan và cũng không quá kỳ vọng vào một ngành mang ngành nào cả lỡ mà chuyển sang trạng thái suy yếu hay là dòng tiền lớn nó thoát ra quá mạnh mẽ thì mình cũng phải phải xử lý chứ nhưng mà xét về mặt cơ bản mọi người nhé, xét về mặt cơ bản thì dòng thủy sản nó báo cái tài chính quý 2 tốt cho nên mình nó, Về mặt cơ bản thì mình có thể tin tưởng được Mẫu hình dòng tiền vẫn chưa vi phạm gì mọi người nhé Đây là dòng thủy sản Đóng dầu khí vậy đi nhé, dòng dầu khí mình thì sẽ không ưu tiên là nếu mà các bạn có thì nắm giữ Tôi nghĩ là nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh đấy Bạn nào kiên nhẫn một chút nhé, kiên nhẫn một chút, nếu hôm nay đấy, giá dầu lúc sáng nay tăng rất là tốt nhưng mà Dòng dầu nó có chạy được đâu Có một con BR hôm nay tăng BR thì nó hút tiền sẵn thì chứ... hôm nay vẫn chinh phục được cái vùng mà 3270 đúng không? 3270. Sắp về cái lúc mà về mức mức giá mà lúc nó tham gia thị trường rồi. Nó vẫn còn cái kháng cự lúc tham gia thị trường nữa. Ok. Dòng dầu khí banh chứng thép đi. DIG. DIG thì vẫn, chưa chưa ổn cho lắm, cho tích lũy thêm đi mọi người nhá. DIG tích lũy thêm đi. Chưa chưa độ chưa ổn lắm đâu, xeo cũng vậy cho tích lũy thêm thì kệ về mặt mẫu hình thì Sell đang ok hơn dg mọi người nhé nhưng mà các bạn đợi cho nó xử lý cả xong đi. tránh trường hợp mà tiêu cực đúng oh, không tránh trường hợp tiêu cực còn này mà tích lũy tầm hai ba phiên tới mà vẫn có xu hướng mà hướng lên thì rất là tuyệt vời à, xu hướng lên mà dòng tiền nó vào cơ các bạn sẽ hôm nay dòng tiền Tự dưng hai con này dòng dòng tiền đa phần là hôm nay yếu có dòng điện nó hút tiền thôi, dòng tiền các dòng trên thị trường hôm nay yếu, thanh khoản thấp mà. Đúng không? Thanh khoản thấp mà, nhà đầu tư bây giờ cũng đánh khá là cẩn trọng. DG đây, DG. DG. thì hôm nay hút tiền, tăng trần. Tăng trần, hút tiền mở gáp luôn. Kiểu gì cũng phải có nhịp mà mình vào con DG này thôi. Mọi người không phải vội đâu mọi người. Việc gì phải vội đâu? con này là hôm có tôi có phân tích mọi người trên youtube bảo là định cho bảo mọi người là kiên nhẫn đợi đi định hôm sau mà giảm sàn là cho mọi người mua đấy mà vào phiên nó mở gáp lên không, không không cho người tham gia mua Biết á mình uh, không muốn nói trước bởi vì sợ được nhiều người biết quá sợ nhiều người biết quá không ngờ là nó không giảm sàn nữa và nó tăng luôn bởi vì là nếu mà giảm sàn đúng về cái vùng hỗ trợ mà mình thích đúng về vùng hỗ trợ mình thích thì mình sẽ bảo mọi người là mua đi không lô lô đấy dự định là như thế đúng không? Các bạn xem video ngày mùng 7 tháng 6 ấy. Các bạn xem video ngày mùng 7 tháng 6 nhé Tôi tôi có phân tích với mọi người bảo là yên nhắn đi kiểu gì có điểm mua Đúng không? Vào form là xem mua và là ngày hôm sau nó mà giảm sàn là mình sẽ mua đấy Vào mua, mua đi không lỗ lỗ luôn đấy Đấy cơ Rất thích những cái mẫu hình kiểu như thế à, Rất thích những cái mẫu hình kiểu như thế Về vùng hỗ trợ mạnh này à, Chiết khấu đủ này à, là Mình mua đúng không? Có những cái phiên mà Uh, phiên này những cái dòng tiền nó tham gia nó bắt đáy nhiều mình mình phải đợi cho một phiên nữa thì mình tính là nó bị Comazine đấy mọi người mình mình tính là hôm ngày ngày mùng tám tháng sáu sẽ bị Comazine thêm ảo sàn thì bắt đầu là mình khuyến nghị mọi người mua định rồi đấy mà nó mở gáp rồi thôi à, mở gáp rồi thôi đợi sáu đấy một đấy hai này bất động sản thì um, đợi thêm mọi người nhá đợi thêm mọi người đợi thêm đi cho nó tích lũy thêm này nam long này cái mẫu hình này thì vẫn chưa ăn thua đâu mọi người Năm, chưa, chưa chưa được quá đẹp đâu cũng vậy không nó giảm 0,69 phần trăm tăng một phiên này. bởi vì đây là cái nhịp mà mọi người phải hiểu đây là cái nhịp mà thị trường nó đang ở cái vùng mà rất là dễ điều chỉnh mọi người cho nên là nhiều nhà đầu tư thận trọng và thanh khoản thấp là chuyện rất là bình thường giai đoạn này oh, bởi vì là những nhà đầu tư người mua người ta mua vùng này người ta biên lợi nhuận người ta rất là tốt thôi nhưng mà thị trường có biến động gì sẵn ra người ta chốt lời đấy gặp về vùng cặn bắt đầu là lên trên con SC gặp cái đỉnh trung hạn của nó này không bứt được lên là cũng đang, đúng không? Đang, đang gặp đỉnh trung hạn không bứt được lên này. hôm trước gặp là rút chân rút chân xuống rồi hôm nay cũng không vượt được SC cho nên là mọi người bình tĩnh thôi đúng không? vẫn bình tĩnh thôi còn nhiều cơ hội mà banh chứng thép dầu khí rất là nhiều mã đúng không? làm gì mà mình phải vội đâu mình không có cơ hội này cơ hội khác này, STB tăng 3,24% phần trăm như trong nhóm đây đánh lướt sóng cùng anh vũ thế là vui rồi đúng không? đâu nhất thiết là nghe khuyến nghị của mình đâu lại còn mọi người lại có quan điểm riêng nữa mọi người đánh những cái mã khác nữa đúng không? đâu nhất thiết phải nghe quan điểm của mình đâu Đấy, cho anh vũ anh cho mọi người đánh win rất là tốt rồi còn gì mình không đầu tư được việc của mình bởi vì cái phong cách của mình là như vậy đúng không mấy cái giai đoạn này tôi cũng bận tôi tham gia mấy cái công việc nữa chứ, chứ chứ không có chứng khoán thì là kênh 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 đầu tư thứ hai thôi mọi người đầu tư thứ hai thứ ba luôn nhiều nhà đầu tư người ta đầu tư chứng khoán bao giờ ngon thì người ta vào không thì thôi đúng không? có phải ngày nào người ta cứ mua mua bán bán đâu chả việc gì phải mua mua bán bán suốt ngày cả Đấy STB này tạo hai đáy một đáy hai đáy ba rồi Đó. cho tích lũy chán đi có gì đâu cho tích lũy chán đi bao giờ vào form thì mình mua test công banh cũng vậy test cùng đảo chiều hôm nay tiếp tục tăng Tây Công Banh bắt đầu có vẻ là cũng rú được hàng ra bớt rồi đấy sắp sắp tới bắt đầu vào nó cứ đánh qua một, đánh trong một cái biên này thôi Đó, một cái biên này thôi người con có khi nhà đầu tư nó đánh khi nó, nhà đầu tư chán nản hết có khi nó mai sau lại là những cái điểm sáng của thị trường đấy mọi người STB vậy SHB Nói chung là giai đoạn này tôi thấy không có, có mạng mã nào nó vào form mình đầu tư thì mình thôi Đó, có điện này nó hút tiền thì mình cũng thích một chút điện thích Nhưng mà anh vũ anh khuyến nghị mọi người rồi dạ tôi bận tôi không theo dõi thị trường quá nhiều ok banh trứng thép dầu khí trứng đi ssi ấy cũng nó đang tích lũy mà mọi người đấy ssi giảm một phẩy không hai phần trăm vẫn đang tích lũy thôi mọi người dòng dòng chứng khoán dòng chứng khoán là mình đánh ngắn thôi mọi người nhé mình đã phân tích ở trên youtube rồi nếu mà nó không tăng luôn là là, là mọi người phải cân nhắc mọi người phải xử lý đấy vx này X hôm nay tăng được 0,4%. Nếu mà bạn nào mà mua cái hôm mà tôi khuyến nghị bảo mọi người trên này là trong nhóm mua đang bị lỗ đấy đúng không? Thì bây giờ hôm nay mà về thì cũng không bị lỗ mấy đâu. X đang đánh tích lũy rất là đẹp này. Đúng không? Mà thị trường chung mà có những cái phiên mà bùng nổ theo đa là con này nó rất dễ bay. Này. Mà bay cái nhịp này mà bứt được qua cái vùng nền này là kiểu gì thì kiểu có khi mà vượt qua cả vùng 15, 16 ấy mọi người Nếu mà cái trường hợp mà kịch bản tuyệt vời nhất mà trường hợp kịch bản lên vùng một nghìn ba trăm năm mươi chẳng hạn ấy, thì nhiều khả năng con vx này sẽ đánh có khi có lên vùng 15, 15, 16 lăm mười bởi vì nó bứt được qua cái vùng nền này, này, nó bứt được qua cái vùng nền này, này, thì nó sẽ vào con trận rất là khỏe nó còn con vx Còn không mà nó có tích lũy cái đi ngang này thì nói chung rủi ro lắm mọi người. nó dòng chứng khoán nó dòng đặc thù dòng chứng khoán nó dòng đặc thù anh chứng thép dầu khí hvn này hvn hôm nay về trên cái giá của tôi cho rồi tôi cho mọi người mua 18, 25 mà đúng không? 18, 25 Hôm nay 18, 50 rồi Đấy, Cho nên kiểu gì cũng phải có địch đáy hai này Các bảo mọi người nếu mà các bạn thích mua thì mua đáy hai thôi Triển vọng thì có mọi người nhé HVN triển vọng thì có Triển vọng cho trung hạn thì có Bởi vì là, du lịch phục hồi nhá. Du lịch phục hồi à, những, những cái mã đấy là mình kiểu là Những cái bạn mà đầu tư theo tích kiểu tích, tích sản đấy mọi người nên Các bạn là mà đầu tư theo cái tích sản thì Mình sẽ mua gom những cái cổ phiếu mà mà, mà mà nó có kỳ vọng trong tương lai, có kỳ vọng trong tương lai. Đấy một, đấy hai bắt đầu nâng rồi này, nó nâng đáy này, mẫu hình nâng đáy này. Hôm nay đánh trên mươi Mà con này thì tiền vào chưa tốt, Đó, tiền vào chưa tốt, dòng tiền thông minh chưa có. HVN, VGC VGC cũng tăng 0,63%. Nói chung là dòng du lịch thì dòng tiền nó vẫn chưa chưa có nhiều. Dòng, dòng du lịch dòng... bởi vì cái cái mô hình mô mô hình dòng tiền nó không tốt cho nên dòng tiền cái dòng tiền mà đánh theo phân tích kỹ thuật ấy, người ta vẫn chưa vào bạn nào mà đánh theo triển vọng nghĩa là kỳ vọng nó phục hồi ấy, thì người ta vào sớm thôi người ta nhìn cái mô hình hai đáy người ta mua hoặc là người ta thấy chiết khấu đủ rồi người ta mua thôi, Đó, người ta cũng mua thôi, Banh chứng thép dầu khí bất động sản đầu tư công Ừ, thị trường này thì tôi không khoái đầu tư mã nào lắm, không không khoái đầu tư, nhất là giai đoạn này nữa. À, giai đoạn này bắt đầu vào vài những cái vài phiên gần đây là mình không khoái. À, mình chỉ thích dòng dầu thôi. Mình mình thấy cái kỳ vọng của dòng dầu tốt thì mình mình đợi nhiều điều chỉnh. Sâu sâu thì mình vào, còn không điều chỉnh sâu thì thôi, mình vẫn đầu tư tỉ trọng vừa phải mọi người. Đấy. Cứ manh nhà như kiểu là đi theo anh Vũ đấy cũng đầu tư đấy cũng lướt sóng ăn tốt ta về bầu Queen tốt HNV nó vẫn đang ở giai đoạn tích lũy rồi mà FCN đầu tư công thì kiểu gì kiểu kiểu trong năm nay phải có sóng biên lợi nhuận khoảng tầm 30 40 phần trăm mà nhiều khả năng phải tích lũy thêm bởi vì là nhà nước đang đổ, đổ, đẩy mạnh đầu tư công Không, đẩy mạnh đầu tư công có lợi tích lũy này kiểu gì thì kiểu sẽ có sóng đó cứ nâng đáy một đáy một đáy hai đáy ba rồi bắt đầu khi mà nó vào một cái form mở acd thì nó mới tạo một đáy thôi mới tạo một đáy cho nên là các bạn mà các bạn đánh thuần theo phân tích kỹ thuật hoặc là các bạn đánh theo dòng tiền á các bạn phải đợi khi nào mà nó xác nhận về mặt phân tích kỹ thuật này về dòng tiền đúng không? thì các bạn vào nó sẽ ok nhiều bạn bảo là sao anh không nói về phân tích kỹ thuật luôn trên này phân tích kỹ thuật thì các bạn phải học học thật là kỹ thì các bạn mới mua được đôi khi học phân tích kỹ thuật xong mà áp dụng còn nhiều bạn còn áp dụng bao nhiêu tháng còn trả được những cái vấn đề mà uh, nến đảo chiều hay là điểm mua điểm bán ấy, còn rất là nhiều bạn còn khá là máy móc nó khá máy móc và cũng bởi vì trường phái phân tích kỹ thuật nó có rất là nhiều nó còn phải dựa theo bối cảnh nữa mọi người nhé. dựa theo bối cảnh dựa theo thị trường chung này dựa theo tình hình thế giới này. xem nó có biến động gì hay không hay là một mã ngành nào nó đang bỗng dưng nó đang rất là bình thường mọi người rất là bình thường tư dưng ví dụ uh, dòng thủy sản chẳng hạn bỗng dưng giá cá tra tăng giá xuất khẩu tăng tự dưng là dòng nó hút tiền bởi vì đầu tư chứng khoán là sự kỳ vọng, đầu tư chứng khoán là sự kỳ vọng. Thế bắt đầu là khi mà những cái dòng đó giá cả nó tăng lên như, như cái dòng có chu kỳ như thủy sản là dòng chu kỳ mạnh mọi người nhé, thủy sản có là chu kỳ mạnh, thép là chu kỳ mạnh, chứng khoán cũng là dòng chu kỳ mạnh. Như là vì, ví dụ như cá tra hay là dòng thủy sản nó đang tăng thì nó sẽ hút tiền. Nhưng mà khi mà giá cá tra hay là giá tôm Tép nó giảm chẳng hạn đấy thì uh, nó hết cái sự kỳ vọng nó hết sự kỳ vọng nó bắt đầu nó sẽ phản ánh vào bà cáo tài chính phản ánh vào cái bà, bà cáo tài chính thì lúc đấy giá lại cắm mỏ xuống như dòng thép cũng thế vậy thôi dòng thép cũng vậy thôi đấy là những cái bài học mà khi các bạn tham gia thị trường chứng khoán thì các bạn phải hiểu nhé, mọi người nhé đấy. như cái dòng đầu tư công này cũng thế thôi kỳ vọng trong tương lai thì có nhưng mà bây giờ dòng tiền nó vẫn chưa đánh Đúng không? dòng tiền nó vẫn chưa đánh chỉ cần khi mà dòng tiền nó đánh bắt đầu media ra nhiều tin lắm mọi người như dòng điện ra này hút tiền bắt đầu ra những cái tin về dòng điện nữa triển vọng quý 1 quý 2 triển vọng thế loại kia lạm phát đúng không Đấy. media rất là kinh như con HBG lúc trên đỉnh giá rất là nhiều tiền tin lãi kỷ lục thế loại thì kia, dòng cuối cùng đó, uh, là tay to nó xả hàng nó phân phối ở trên vùng đỉnh bắt đầu cho nhào nỏ lẻ đọc tin đọc báo các thứ vào mua rồi bắt đầu nó xả hàng ra cho mà cứ bảo ơ sao cổ phiếu tốt, doanh nghiệp tốt thế này mà mà, mà lại cắm mỏ thế ở kia đúng không? Cho nên các đầu tư các bạn phải nhìn cả về dòng tiền phân tích kỹ thuật và đọc báo đúng không? Đọc báo thì để mình biết là à giá thép, triển vọng, này Trung Quốc cấm vận hay gì đó Thì nó hưởng lợi về một mã ngành nào đó đúng không? Hưởng lợi thủy sản, hưởng lợi về thép hay là hưởng lợi về bất kỳ một mã ngành nghề nào đó, Giá cao su tăng chẳng hạn Đấy thì các bạn phải tư duy những yếu đồ điều đó Chứ không phải các bạn mà tư duy theo kiểu mà cứ nghe Media mà giá đang ở vùng cao rồi, chẳng hạn, đúng không? Giá đang vùng cao rồi, các bạn có quyết định giá cổ phiếu nữa, xem tin thì ok rồi. Nhưng mà các bạn phải hiểu là giá cao, nhưng mà ở nó 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 đã tăng từ vùng nào rồi, đúng không? Ví dụ cao su tăng từ đầu năm 2020 lên đến năm 2021 rồi giá đang ở cái vùng đỉnh, chẳng hạn, đúng không? Giá đang vùng đỉnh, chẳng hạn. Bạn nào mà ấy hơn các bạn nên investing hay là những cái trang các bạn xem giá cao su, giá dầu khí, chẳng hạn nó đang gặp đỉnh cũ chưa gặp đỉnh cũ nó quay đầu thì hoàn toàn nó sẽ có những cái phiên điều chỉnh rất là mạnh nó chứ không phải là cứ giá lên là các bạn cứ ào ào các bạn mua vào các bạn hãy hiểu là lúc mà giá lên đến một cái vùng nào đó nó sẽ bị điều chỉnh nó kể cả dầu khí cũng vậy thôi nhé kể cả dầu khí cũng vậy thôi lên đến một vùng nào kỷ lục xong tiến sát vùng kỷ lục xong nó điều chỉnh thì khi mà điều chỉnh thì bắt đầu giá nó ra những cái tin đó là giá giảm giảm chẳng hạn Đấy thì bắt đầu sẽ phản ánh vào cổ phiếu nhà đầu tư đầu theo đầu tư theo cái giá hàng hóa để điều chỉnh nhưng mà các bạn phải nhìn kỹ về dòng tiền xem là dòng tiền nó có thoát ra hay không. Đúng không dòng tiền thoát ra không nếu mà dòng tiền nó không thoát ra thì nhiều khả năng nó chỉ là điều chỉnh ngắn hạn thôi như kiểu con br br này, khi mà thật, thật lòng với mọi người mà lúc mà dòng dầu khí nó điều chỉnh thì các bạn xem video của tôi tôi có phân tích với mọi người này, là điều chỉnh nhưng mà cái khối lượng của nó thấp Oh, điều chỉnh của nó khối lượng của nó thấp và xu hướng uptrend của nó vẫn có oh, xu hướng uptrend của nó vẫn có khối lượng rất là thấp như là khối lượng đa phần là nhà đầu tư cá nhân nó bán ra và uh, nó lái nó gom lại hàng nó đánh lên một cái trận mới đây tôi bảo mọi người là cuối tháng 5 đầu tháng 6 cửa gì thì cũng có cái sóng của dầu khí thật ra nói thì nói về cái mặt yếu tố mà trượt cái sóng này thì đúng là trượt thật thành thật với mọi người trượt rất là đáng tiếc mình không nghĩ là đánh theo kiểu mà sốc như này đánh chữ v luôn đánh khiếp quá đánh một tháng hình như tăng từ vùng vùng đáy và lên là đến ăn đến 70 các bạn nói khiếp không có đánh khác còn còn hơn Benny còn hơn cả FLC luôn đấy mọi người còn hơn cả FLC luôn tôi năm ngoái tôi đầu tư FLC tôi biết mà đánh còn khiếp hơn FLC mọi người một FLC còn phải lằng nhằng còn chán hai ba tháng nó bắt đầu nó mới chạy chứ có về đây FBR của anh một tháng bay 70 phần trăm 70 phần như xeo luôn đánh như xeo là ngoài luôn này khiếp quá đánh khiếp đúng không? thì mình ăn nhịp bột rồi không tiếc đâu trên thị trường chứng khoán có tiếc cũng mất tiếc cả đời tiếc không mất tiếc, 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 tiếc cả đời ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé thì có gì sáng à, tối hôm nay hoặc sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người nha uhm, giai đoạn này đúng không? với giai đoạn này tôi thành giá cứ theo quan sát thị trường thôi đầu tư với tỷ trọng vừa phải những mã ngành nào mà thấy đủ target ghét rồi thì mình tranh thủ một chút lời thôi ví dụ br thì nhiều bạn đối với nhiều bạn là target tầm 32 là đủ target rồi chốt không có gì phải tiếc cả kể cả nó tăng một hai phiên kệ đó bởi vì đấy là target của mình rồi mình thấy đủ rồi còn bạn nào nhá thì tôi có phân tích với mọi người là con BR này target năm nay có thể là tầm 35 40 nhưng không ngờ nó lên lên luôn nhanh quá đúng không? cái lúc cái lúc mà vùng dưới này tôi bảo mọi người là target con này thì ba tầm 35 40 đấy cho trung hạn bởi vì nghĩ nhiều khả năng là tháng 6 nó sẽ có cái trận lớn bởi vì là thứ nhất là phân tích rất là nhiều trên YouTube rồi còn gì thứ nhất là cái yếu tố mà hợp đồng của mỹ đúng không? có vài hợp đồng nó kết thúc thứ hai là uh, trung quốc mở cửa này thứ ba là cái chu kỳ uh, sử dụng dầu năng lượng của thế giới nó sẽ cải thiện đấy. Đúng. như kiểu cái mùa lái xe đấy đúng không? mùa lái xe các bạn nào theo dõi lâu thị trường thì các bạn sẽ hiểu những cái vấn đề như vậy ok trượt không sao cả thị trường rất là nhiều cơ hội không việc gì phải tiếc đâu tôi chả việc gì tôi tiếc các bạn cũng phải đi làm nữa các bạn phải có công việc làm tiếc thì mình tiếc cả đời cho việc gì <laughs> đúng không có rất nhiều cơ hội à, mình ăn nhịp một rồi còn nhịp hai mình trượt thì chuyện rất là bình thường ok không phải viết đâu hạn chế đu đỉnh mọi người nhé hạn chế đu đỉnh đu đỉnh rồi đến lúc điều chỉnh sâu thì cũng rất là đau đầu lúc người ta thì đang lời thì mình lại lỗ đúng không? cho nên nhiều bạn cứ tiếc tiếc cứ fomo thành ra là cứ thua đi thua lại thua đi thua lại đau đầu lắm mọi người nhá ok à, các bạn muốn hỏi mấy ngành nào bình luận phía dưới ok